Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay ạ. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay thì ô tô 360 của chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan hạng C Mazda quý vị và các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Mazda 3. Chắc quý vị và các bạn cũng đã biết rồi, tại thị trường Việt Nam mình đang phân phối dòng Mazda 3, nó có hai phiên bản quý vị và bạn nhé. Phiên bản 1.5 và phiên bản 2.0. Phiên bản 1.5 thì lại rất là nhiều rồi quý vị và bạn ạ. Phiên bản 1.5 thì có hatchback, phiên bản sedan. Nhưng riêng ở phiên bản 2.0 như chiếc xe mà tôi đang giới thiệu đến quý vị và bạn đây ạ, chỉ có phiên bản 2.0 sedan quý vị và bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2018, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và đăng ký từ năm 2018, lăn bánh được 4.6 km rồi quý vị bạn nhé. Ở cái phiên bản 1.5 thì option không bao giờ nhiều được cái phiên bản 2.0. Phiên bản 2.0 là phiên bản option đầy đủ nhất quý vị bạn nhé. Option tương đối là ngang với một chiếc xe Mazda 6 đấy quý bạn nhé. Ví dụ như xe đã được trang bị khóa thông minh, đề nổ start top này, đèn pha bi xenon này, đèn pha bi xenon và có cả đèn led đây quý bạn nhé. Đây là cái đèn led này, nó khác biệt với phiên bản 1.5 này và có hiển thị tốc độ trên kính đấy ạ, hiển thị các thông tin trên kính đấy ạ, head up display và cửa nóc này, ghế da là ghế chỉnh điện, điều hòa tự động, sang số thể thao trên vô lăng. Rất là nhiều cái option mà chiếc xe Mazda 3 này được trang bị gần giống như một chiếc xe Mazda 6 quý vị các bạn nhé. Và la răng cũng to hơn quý vị các bạn ạ. Đấy, la răng của chiếc xe Mazda phiên bản là 2.0 này là la răng 18 quý vị bạn nhé. Nó khác với phiên bản la răng đúc của chiếc xe 2010 bản 1.5 quý vị bạn ạ. Phiên bản 2.0 nó khác phiên bản 1.5 cả từ la răng. Đấy. Và chiếc xe này lốp nguyên bản của xe vẫn còn quý bạn nhá. Chiếc xe mới lăn bánh có 4.6 thôi. Từ 2018 đến bây giờ 4 năm sử dụng và 4.6 km lốp theo xe vẫn còn quý vị và các bạn nhá. Thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe Mazda 3 2.0 2018 này, chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, thứ ba là toàn bộ keo chỉ động cơ máy móc còn nguyên bản hết quý vị và các bạn nhá. Không tai nạn, không ngập nước. Đấy. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 579 triệu đồng quý vị các bạn ạ. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị các bạn chỉ việc trả trước là 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi thôi ạ. Thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mazda 3 phiên bản 2.0 2018 tên tư nhân biển Hà Nội này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Mazda 3 phiên bản 2.0 sedan sản xuất năm 2018, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội này ạ. Mời quý vị và các bạn. Và ngay sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về cái phần ngoại thất của chiếc xe Mazda 3 phiên bản 2.0 2018 này quý vị và bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2018, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và đã lăn bánh được 4.6 km rồi quý vị và các bạn ạ. Tôi cũng xin chia sẻ với quý vị và các bạn về chiếc xe này thì chúng tôi cũng vừa mới mua về được quý vị và các bạn ạ. Tôi cam kết với quý vị bạn nó còn nguyên bản và chúng tôi còn chưa có dọn xe cơ, mới rửa bên ngoài, lau qua bên ngoài đi là tôi quay cho quý vị các bạn xem này. Màu trắng ngọc trinh rất là đẹp quý vị các bạn nhá. Nhìn về bên ngoài là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu. Tất cả là còn nguyên bản rất là nhiều nhá. Nước sơn này còn nguyên bản rất là nhiều quý bạn ạ. Đấy, rất mới, rất là đẹp. Và cái bộ la răng thì quý vị bạn thấy đấy ạ. Ở cái phiên bản 2.0 này nó là la răng 18, nó khác hẳn với phiên bản 1.5 quý vị bạn nhé. Nhìn về bên ngoài option các thứ là nó gần giống như một chiếc xe Mazda 6 đấy ạ. Đấy, toàn bộ nó khác biệt hẳn với phiên bản 1.5 quý vị các bạn nhé.
Đấy, la răng khác này và dàn lốp theo xe vẫn còn nguyên bản quý bạn nhé. Đết lốp 2017 đây, thưa với quý vị các bạn. Chiếc xe được sản xuất năm 2018 nhưng mà lốp là sản xuất cuối năm 2017 này. Tuần thứ 43 hay 48 này, năm 2017 quý bạn nhé. Tức là lốp sản xuất năm 2017 này. Và còn rất mới, rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Đấy, lốp nguyên bản của xe đấy ạ. Rất đẹp, rất mới luôn quý bạn ạ. Chiếc xe này thì chúng tôi mua về là chúng tôi chỉ có, tôi có rửa qua bên ngoài đi thôi, là tôi đem ra tôi quay cho quý vị bạn cùng xem. Bên trong là tôi chưa có dọn dẹp gì đâu, nó hơi bẩn một chút, nhưng không sao, tôi sẽ dọn dẹp sau. Mua về là tôi phải quay trước. Đấy, vì là tôi muốn là nó có như thế nào là tôi quay như vậy cho quý vị các bạn cùng xem đấy ạ. Nhìn về cái phần đầu thì quý vị bạn thấy đây nhá, cụm đèn này còn nguyên bản này. Đấy. Và ở cái phiên bản 2.0 thì nó khác là nó có cái đèn LED này này. Đây, thưa với quý bạn đây, cái đèn LED này gọi là LED mí đây nhá, vòng quanh đèn bi xenon, đèn LED mí này. Và chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả này. Còn rất mới, rất là đẹp luôn quý bạn nhá. Cụm đèn pha khác hẳn với phiên bản 1.5. Phía bên dưới là đèn gầm này, đèn xi nhan cũng còn nguyên bản này. Và còn rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhá. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu. Rất mới, rất là đẹp. Gương chiếu hậu là gập điện này, tích hợp xi nhan trên gương quý bạn nhá. Khóa thông minh, bấm tay để mở cửa. Cái khóa thông minh này thì phiên bản 1.5 nó cũng có rồi. Đấy, phía sau có đuôi gió này. Và cụm đèn hậu cũng còn rất mới quý bạn nhé. Tuy nhiên là cái cụm đèn hậu thì cái này là nó hơi xước một chút thôi quý bạn ạ. Xước nhé, chứ chưa bị vỡ đâu ạ. Đấy, xước có một chút ở cái đèn hậu thôi. Đấy, cụm đèn hậu bên này thì chưa có một cái vết xước nào cả này. Rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Nước sơn nguyên bản của xe còn rất là nhiều ở cái màu trắng này. Nếu như sơn là phải sơn cả xe quý bạn nhé. Chứ sơn mà để sơn từng chỗ một là nó sẽ lộ quý bạn ạ. Đấy, và chiếc xe này thì sơn nguyên bản còn rất là nhiều. Thưa với quý vị và các bạn, về cái phần ngoại thất thì rất là đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất, cũng như là về cái phần option bên trong của chiếc xe. Bấm tay để mở cửa đây ạ. Đấy. Trước tiên thì là cái cánh cửa bên lái quý vị bạn nhé. Keo chỉ cánh cửa bên lái này còn nguyên bản hết luôn quý bạn nhé. Chưa có mất một phân keo chỉ nào cả. Đấy, cánh cửa là còn nguyên bản này. Keo chỉ cánh cửa nguyên bản này. Ốc bản lề cánh cửa cũng còn nguyên bản hết luôn quý bạn nhé. Chưa có một cái vết tháo nào. Và đặc biệt là cái cánh cửa bên lái này là chủ xe còn chưa bóc ni lông quý bạn này. Đấy, chủ xe cũng sợ xước cho nên là còn chưa bóc ni lông cơ. Táp bi cánh cửa này rất mới, rất là đẹp luôn quý vị và các bạn nhé. Đấy, và nội thất bên trong đây, thưa với quý vị và các bạn, cái nội thất bên trong này cũng rất là mới, rất là đẹp. Và ghế lái chỉnh điện quý vị và các bạn nhé. Ghế lái chỉnh điện này. Và bên dưới này là hơi bẩn một chút, thưa với quý vị và các bạn, là do tôi chưa có dọn dẹp gì đâu. Đấy, mua về như thế nào là tôi đem ra tôi quay nguyên như thế vậy quý vị và các bạn ạ. Đấy, và toàn bộ các option thì ở chiếc xe này đều có hết rồi các bạn nhé. Vô lăng, cần số, tay phanh đều rất là nguyên bản các bạn, và còn rất mới đây. Phanh tay điện tử này. Bên trên là cửa nóc quý bạn nhé. Đấy, phiên bản nào thì cũng có cửa nóc thôi. Và đây là cái ốc bản lề cánh cửa phía sau. Đấy, ốc bản lề cánh cửa này. Tôi quay chi tiết từng tí một cho quý bạn cùng xem đấy. Đây là cái cánh cửa phía sau bên lái, thưa với quý bạn này. Keo chỉ còn nguyên này. Keo chỉ cánh cửa còn nguyên quý vị bạn nhé. Keo chỉ cánh cửa này. Táp bi cánh cửa đây, thưa với quý vị bạn, còn rất mới, rất là đẹp. Hàng ghế phía sau thì đây quý bạn nhé, chúng tôi mua về là chúng tôi chưa có dọn, nó còn bẩn đây này. Đến còn chưa hút bụi cơ, bên rửa còn chưa rửa bên trong quý bạn ạ. Đấy, chủ xe còn để như thế này là tôi để nguyên như vậy đấy ạ. Mua về như nào là nó còn nguyên như thế ạ, chưa dọn thế nào nhé. Và sàn đây ạ. Đấy, và bên trần, thưa với quý vị và bạn, rất mới, rất là đẹp quý bạn nhé. Ở cái phiên bản Mazda 3 2.0 này, giá nó cũng cao, tức là xe nó cũng đắt tiền, cho nên là những người sở hữu chiếc xe này đều giữ gìn cẩn thận quý bạn nhé. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe để xem về cái phần option và nội thất bên trong, xem nó khác ở phiên bản 1.5 cái gì quý bạn nhé. Đấy, hôm nay thì thời tiết nó hơi nắng một chút, nhưng mà bây giờ tôi sẽ cho quý bạn xem ạ. Đây là cái khóa thông minh, bấm tay để mở cửa này. Và đây là Head Up Display quý bạn nhé. Head Up Display tức là hiển thị tốc độ ở trên kính. Đấy, đây nó có cái kính này. Khi mà tôi bấm vào cái Start Top thì tự động cái kính này nó mở lên để hiển thị này. Đấy, để tôi bấm cho quý bạn xem nhé. À, cái này phải nổ máy. Nổ máy thì cái kính kia nó mới hiện lên quý bạn ạ.
Đấy, cái kia là phải nổ máy lên thì cái hiển thị tốc độ trên kính này nó mới hiện cái kính lên để nó hiển thị tốc độ quý bạn nha. Đấy, lát nữa thì tôi sẽ nổ máy lên cho quý vị bạn xem về cái head up display này. Đấy, và đây là cái vô lăng, thưa với các bạn, vô lăng bọc da, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng và có cả kiểm soát hành trình ga tự động này ạ, cruise control đấy quý bạn nha. Và đồng hồ công tơ mét đây, thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe lăn bánh được đúng 4.6 km quý bạn ạ. Đấy, và còn nguyên bản này, vô lăng nguyên bản này, cần số nguyên bản này, phanh tay điện tử quý bạn nhé. Chiếc xe này đã có phanh tay điện tử rồi, điều hòa tự động đấy, về option nó hơn ở cái phiên bản 1.5 đấy ạ. Đầu DVD này, đầu DVD và màn hình thì y như bản 1.5 thôi, như bản 2.0 nó khác về cái head up display và cruise control. Đấy, toàn bộ về cái phần ghế da thì là ghế chỉnh điện rồi, bản 1.5 thì chưa có ghế chỉnh điện này. Đấy, nội thất rất đẹp này, tablo rất đẹp quý bạn nhá, chưa có dọn dẹp gì cả đâu, chỉ có hơi bẩn một chút thôi, chúng tôi chưa dọn một tí nào cả. Đây, về những cái phần nỉ trần quý vị bạn xem đây ạ, rất là sạch, chưa có dọn gì mà nó sạch đẹp như này rồi đấy ạ. Đấy, tôi quay thật sát thật chi tiết cho quý vị và các bạn cùng xem về chiếc xe này quý bạn nhá. Đấy, cửa nóc đây ạ, bên trên là cửa nóc này. Đấy, rất là đẹp. Bây giờ thì tôi sẽ ra, tôi sẽ mở cái đồ đề lại cho quý vị và các bạn cùng xem, nổ máy để cho quý vị và các bạn cùng xem về cái head up display này quý bạn nhé. Đấy, tôi tạm thời là tôi phải lùi ghế lại để tôi quay cho quý bạn xem về cái head up display này quý bạn nhé. Đấy, bắt đầu tôi nổ máy này. Đấy là cái head up, cái kính của head up display này, nó hiển thị lên này. Đấy, và nó có này, hiển thị tốc độ trên kính đây, đúng không quý bạn? Đấy, nó có hiển thị tốc độ này, nó đang nháy nháy đấy ạ. Và một số thông tin nó cũng sẽ hiển thị ở trên cái trên kính này quý bạn nhé. Nếu như nổ máy lên và đi, nó có nhiều cái thông tin nó hiển thị ở trên cái kính lái này. Đấy, và bây giờ thì tôi lại tạm thời tắt máy đi, tôi sẽ ra ngoài giới thiệu cho quý vị và các bạn về cái phần cúp sau. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cốp sau này lên cho quý vị các bạn cùng xem nè. Cốp sau còn chưa có dọn dẹp gì cả quý vị bạn nhé. Đấy, đầu tiên thì vẫn cho quý vị bạn xem về cái phần keo chỉ cốp sau này. Đấy, keo chỉ cốp sau còn nguyên bản hết luôn quý vị bạn nhé, chưa có một cái đâm đụng hay là chưa có một cái va chạm gì cả, toàn bộ về cái keo chỉ cốp sau này còn nguyên này. Đấy, và đằng sau này chúng tôi chưa có dọn dẹp gì cả quý vị bạn ạ, nhưng cơ bản thì quý vị bạn xem về những cái phần nỉ đây ạ, nó rất sạch, rất là mới này. Đấy, về những cái phần nỉ sau ghế cũng đều rất mới, rất là đẹp quý bạn nhé. Đấy, và kích này, tôi cho quý vị bạn xem, kích cũng còn mới nguyên, rất là mới, rất là đẹp quý vị và các bạn nhé. Nguyên về cái khoang cốp này thì quý vị các bạn thấy được đấy ạ, chưa có bị xước sát gì cả, vì chủ xe cũng đã mua thêm một cái lót nhựa này. Phía bên dưới đây quý bạn nhé, chúng tôi chưa có dọn dẹp gì, nhưng nó chỉ có hơi bẩn một chút thôi, chứ cái nỉ này rất là đẹp quý bạn này, nhìn cái nỉ này này, rất mới, rất là đẹp. Phía bên dưới là lốp sơ cua quý vị bạn nhé. Đấy, lốp sơ cua cũng rất bẩn quý bạn ạ, chúng tôi chưa có dọn dẹp gì cả thì nó bụi bẩn đấy thôi, nhưng lốp sơ cua còn nguyên bản đấy ạ, chưa dùng đâu quý bạn nhé, bụi bẩn thôi, do bụi bẩn thôi nhé, chứ cái lốp sơ cua chưa dùng. Đấy, tiếp theo thì tôi lại đóng cái cốp này lại, mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị các bạn cùng xem. Đấy, mở cánh cửa phía sau bên phụ này, toàn bộ về những cái phần keo chỉ cánh cửa còn nguyên quý bạn nhé. Đấy, ốc bản lề cánh cửa này cũng còn nguyên quý bạn nhé, ốc của Mazda như vậy đấy ạ, chứ chưa có một cái vết tháo đâu ạ. Táp bi cánh cửa này rất mới, rất là đẹp quý vị các bạn nhé, táp bi hai màu, màu đen và màu nâu. Đấy, rất mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Toàn bộ về cái nội thất này là hơi bẩn một chút, là do chúng tôi chưa có dọn dẹp gì cả, mua về như thế nào thì tôi đem ra tôi quay nguyên như thế vậy thôi quý bạn nhé, chưa có dọn tí nào đây, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên lái, à bên phụ cho quý vị các bạn cùng xem. Cánh cửa phía trước bên phụ các bạn nhé, keo chỉ này còn nguyên bản này. Đấy, toàn bộ về keo chỉ nguyên bản này, táp bi cũng còn nguyên bản hết luôn quý bạn nhé, táp bi cánh cửa này còn nguyên và mới này, ốc bản lề cũng còn nguyên. Đấy, thưa với quý vị các bạn, toàn bộ từ táp lô cho đến táp bi đều rất mới này, vô lăng cần số rất là đẹp này,
vô lăng, cần số đều rất đẹp, phanh tay điện tử này. Rất mới nhá, chiếc xe này chưa có dọn dẹp gì cả quý vị bạn ạ. Nếu như bây giờ chúng tôi đem đi dọn dẹp chiếc xe này, dọn dẹp xong nó rất mới, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Đấy. Và đây là cái phần cái tem của nhà sản xuất đây quý bạn ạ. Chiếc xe được sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam luôn bởi công ty Thaco Trường Hải. Và chiếc xe được sản xuất năm 2018 quý bạn nhé. Sản xuất năm 2018 với chiếc xe này là form mới rồi quý bạn nhé. Form mới luôn rồi đấy các bạn ạ. Đấy, phiên bản này là form mới rồi. Đấy. Form mới mới được trang bị từ những cái phần body và những cái phần đèn, phần ca lăng, phần đầu nó mới đẹp như thế này đấy ạ. Đấy. Rất đẹp, rất là mới. Và cái phần đặc biệt quan trọng ở chiếc xe này các bạn nhé, riêng về những chiếc xe Mazda đi cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu, với động cơ của chiếc xe này là động cơ 2.0. Đấy. Động cơ 2.0, không biết quý vị các bạn có nhìn rõ đây không ạ. Đây là cái mức tiêu thụ nhiên liệu quý bạn nhé. Chỉ 6,6 lít cho 100km quãng đường kết hợp. Nếu như chạy trong đô thị thì lên đến 9,12 lít. Nhưng nếu như chạy ở ngoài đô thị, chiếc xe này chỉ có 5,17 lít thôi ạ. Động cơ 2.0 mà lại tiết kiệm như vậy đấy quý bạn nhé. Đây, động cơ 2.0 quý bạn nhé, mà rất tiết kiệm nhiên liệu. Riêng về động cơ của Mazda rất tiết kiệm nhiên liệu quý vị các bạn nhé. Chính vì vậy và với những chiếc xe Mazda ở bên trong Sài Gòn là người ta hay mua để chạy dịch vụ đấy ạ, đưa đón khách sân bay quý bạn nhé. Và tiếp theo thì tôi sẽ cho quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần động cơ của chiếc xe Mazda này. Thì trước tiên thì tôi vẫn cho quý vị các bạn xem về cái ốc cabo này. Đây là cái ốc chân cabo quý bạn nhé. Tất cả các con ốc ở trong này là còn nguyên bản này. Keo chỉ cabo còn nguyên bản quý bạn nhé. Toàn bộ là còn nguyên bản hết ở trong cái khoang động cơ này, đều nguyên bản quý bạn này. Keo chỉ nguyên bản này, chưa có mất một phân keo chỉ nào cả này. Cabo tem của nhà sản xuất này, tem logo, đây là logo. Đấy. Và ốc cabo, ốc cabo còn nguyên bản này. Đấy. Ốc chân cabo còn nguyên bản hết này. Rất là đẹp luôn quý bạn nhé. Toàn bộ là còn nguyên bản hết này. Từ những cái ốc chân máy cho đến ốc mặt máy, đây thưa với quý bạn này, ốc chân máy này cho đến mặt máy này là còn nguyên bản hết luôn ạ. Rất đẹp đấy ạ. Tôi sẽ mở cái nắp máy này lên cho quý bạn cùng xem. Đấy, cái máy này rất đẹp vì chiếc xe mới lăn bánh có hơn 4 vạn km thôi quý vị bạn ạ. Rất là hiếm đấy ạ. Cái nhiều người lại bảo sao chiếc xe này chưa dọn mà nó máy nó đẹp như thế này đấy ạ. Máy đẹp này là do chúng tôi chỉ có lau qua một chút ở bên trên thôi ạ. Bên dưới là còn bẩn đấy quý bạn này. Nhìn về bên dưới này thì quý bạn thấy được là nó hơi bẩn đây này. Chúng tôi không lau ở bên dưới này. Bẩn là so với những chiếc xe cũ thôi quý bạn nhé. À, so với những chiếc xe mới thôi ạ. So với những chiếc xe cũ thì chiếc xe này là quá sạch, quá đẹp đấy ạ. Chưa dọn mà nó đã đẹp như này đây. Thì thưa với quý vị và các bạn, quý vị bạn thấy được là chủ xe đi có giữ gìn không ạ? Đấy, chưa có dọn cái máy là chưa dọn, là chúng tôi chỉ lau qua một chút ở bên trên này thôi. Đấy, rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về cái phần ngoại thất cũng như là về cái phần nội thất và phần động cơ của chiếc xe Mazda 3 phiên bản 2.0 2018 và chiếc xe đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, lăn bánh đúng 4,6 km quý vị bạn nhé. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 579 triệu đồng quý vị các bạn ạ. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn, vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc trả trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị các bạn có thể trả góp trong vòng 5 năm với lãi suất rất ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản thôi quý vị bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mazda 3 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Mazda này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
ơn.